Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng dạo quanh một vòng Hồ Trúc Bạch. Trước mắt chúng ta là Đền Quán Thánh và có một tên gọi khác là Chùa Trấn Vũ. Đền Quán Thánh thờ thần Trấn Vũ phía bắc kinh thành Thăng Long xưa. Bắt đầu ngày mới, đây là phố Trấn Vũ mà ai cũng biết, nổi tiếng với câu thơ tiếng chuông Trấn Vũ canh gà thọ xương. Hồ Trúc Bạch nằm ở phía nam của Hồ Tây, cách con đường Thanh Niên. Hồ Trúc Bạch không lớn và khá bình lặng. Lúc này đã 7 giờ sáng, do vậy chỉ còn một số người đang ngồi thư giãn. Quanh Hồ Trúc Bạch được xây rất nhiều bồn hoa bằng gạch nhỏ, trong đó thường được trồng những cây hoa giấy, bông màu đỏ. Kia là nhà hàng bánh tôm, nhưng nay cửa hàng này cũng đã suy giảm khách, đặc biệt trong thời Covid. Và hiện nay trên phố Ngũ Xã cũng bán rất nhiều bánh tôm ngon và rẻ. Cửa hàng bánh tôm Hồ Tây thực chất là nằm ở trên Hồ Trúc Bạch. Cửa hàng đông khách nhất là vào buổi chiều và tối, đặc biệt là mùa hè. Ở đây có bán cả các loại kem, cốc, kem que với thương hiệu kem Hồ Tây. Còn đây là một nhóm người đang thiền định. Sáng nay trời mát và bầu trời cũng khá nhiều mây. Dọc ven hồ có rất nhiều ghế dài để cho du khách và nhân dân nghỉ ngơi khi đi tập thể dục buổi sáng hoặc tham quan ngắm cảnh hồ. Đây là đền Thủy Trung Tiên, một ngôi đền đặc biệt. Đền Thủy Trung Tiên, ngôi đền có 1.000 năm tuổi. Ai đi qua cũng không khỏi thắc mắc vì với sự tồn tại của ngôi đền nhỏ này. Ngay đầu cây cầu đá là có đôi tượng hai chú chó nhỏ. Đền Thủy Trung Tiên từ xa xưa đã gắn liền với văn hóa tâm linh thờ thần chó của người Việt, và tên gọi ban đầu của đền là Cầu Nhi. Cây cầu đá màu xanh này được bắc qua Hồ Trúc Bạch để vào đền, dài 18 mét, gồm 5 nhịp, mỗi nhịp dài 3,6 m và cầu rộng 2,25 m, mới được xây dựng năm 2017. Ngày xưa muốn vào đền là phải đi bằng thuyền. Đền Thủy Trung Tiên được xây dựng trên một đảo nhỏ và rất nhiều cây cối xanh tốt um tùm. Truyền thuyết về đền gắn liền với sự kiện vua Lý Thái Tổ năm 974 đến 1028 lên ngôi và rời đô về Thăng Long. Khi vua Lý Thái Tổ lên ngôi thì cũng là lúc ở châu của Pháp có một con chó mẹ đẻ ra chó con màu trắng, vện đen. in lên hình chữ thiên tử. Sự kiện này ứng với tuổi của vua Lý Thái Tổ và năm ngài lên ngôi. Và đó chính là lý do để ngôi đền ra đời. Cũng rất ngẫu nhiên và trùng hợp, hôm đó tôi được biết một con chó có tứ túc mai hoa hoàng xà bám cổ của ông chủ xưởng đúc đồng Ngũ Xã là một loại chó hiếm. Nước hồ Trúc Bạch có màu đen và hơi nặng mùi. Quanh hồ thì rất nhiều túi rác. Trúc Bạch là một phố nhỏ và khá bình lặng. Phía hồ có một ông già bán kính đeo mắt. Ven hồ Trúc Bạch cũng được đặt những chiếc máy tập thể dục cho nhân dân tập luyện vào buổi sáng. Nhân dân rất ít tập thể dục quanh hồ Trúc Bạch. Có thể do mùi của nước hồ không được thơm lắm. Đường phố rất vắng vẻ. Vòng quanh hồ Trúc Bạch còn có một điều đặc biệt nữa là ở phường Trúc Bạch có Ngũ Xã nổi tiếng với nghề đúc đồng đã có 400 năm nay. Ngày nay ở đây có rất nhiều phố bán những hàng ăn đặc biệt như bánh tôm, phở cuốn và rất nhiều món ngon khác của ẩm thực Hà Nội. Đây là cầu Ngũ Xã 1. Chúng ta tiếp tục đi theo con phố nhỏ không có gì đặc biệt. Hồ Trúc Bạch. Trước mắt chúng ta là tổ săn bắt chó thả rông trái phép của phường Trúc Bạch đang làm việc. Chúng ta tiếp tục hành trình ven hồ Trúc Bạch. Ngôi nhà màu đỏ phía bên trái chính là nhà lưu niệm của xưởng đúc đồng Ngũ Xã mà tôi đã làm một clip kéo dài hơn 1 phút để giới thiệu với các bạn về ngôi nhà và có con chó tứ túc mai hoa hoàng xà bám cổ này. Xin mời các bạn chiêm ngưỡng mặt tiền của ngôi nhà lưu niệm xưởng đúc đồng Ngũ Xã. ven hồ lúc này có nhiều vườn hoa nhỏ với bóng cây râm mát. Theo hồ đã có du khách ngồi ngắm cảnh nghỉ ngơi. Đây là cầu Ngũ Xã 2, phía bên kia cầu là chùa Châu Long, nơi thờ công chúa, con vua Trần Thiên Tông. Trên phố đã thấy nhiều người qua lại. Sát ven đường có một người bán hoa tươi. Dọc theo các vườn hoa ven hồ đã có người ngồi nghỉ ngơi. Ven hồ đã có rất nhiều du khách ngồi uống cà phê và ngắm cảnh hồ. Phía bên phải hành trình, ta thấy đây là nhà hàng Trúc Bạch nổi tiếng thời bao cấp. Nhà hàng Nam Long chuyên đặc sản rừng và biển. Đây là đoạn cuối của phố Trấn Vũ, chuẩn bị gặp lại đường Thanh Niên. Thế là chúng ta đã đi một vòng khép kín quanh hồ Trúc Bạch. Rất mong các bạn đón xem, chia sẻ và bấm nút đăng ký ủng hộ kênh cho kênh ngày càng phát triển.